2,5 hecta, bao gồm các hạng mục như nghe môn ngoại, cầu đá, nghe môn nội, hai nhà văn bia, hai nhà giải vũ và đặc biệt là chính điện. Nghi môn ngoại có bố cục kiểu tứ trụ, hai trụ chính cao 5,72 mét, hai trụ bên cao 4,88 mét. Trên đỉnh có trang trí hoa sen cách điệu, tượng trưng cho bút hướng lên trời cao. Trên đỉnh hai trụ bên có lân. Ngoài ra, trên thân của bốn mặt trụ có chạm khắc hình tứ quý. Trước khi sải bước trên cầu đá, qua hồ vào nghi môn nội, nơi được xem là cánh cửa của khu tưởng niệm Vương Triều Mạc. Nghi môn nội với kết cấu kiểu chồng diêm 2 tầng, 8 mái, 4 hàng chân cột, tạo nên một không gian uy nghiêm, trang trọng. Nghi môn là lối đi dành cho các vị vua, còn tả môn, hữu môn tương ứng là lối đi dành cho các quan văn, quan võ. Qua nghi môn nội, ta bước vào sân trung với hai nhà bia kết cấu kiểu chồng diêm 2 tầng, 8 mái, 4 hàng cột chính. Bia bằng đá khối có chạm khắc hoa văn trang trí. Một bên là chạm khắc toàn văn chiếu nhường ngôi của nhà Lê cho nhà Mạc. Một bên là bia đá khắc bài minh về quá trình xây dựng khu tưởng niệm. Qua sân trung là sân thượng với hai nhà giải vũ song song. Hai bên có kiểu bố cục 7 gian, 2 trái, 4 hàng chân cột. Kết cấu vì trồng rườm, kiểu câu đầu, cột trốn. Các cấu kiện có chạm khắc. Xưa kia, đây chính là nơi để các quan văn, quan võ chỉnh trang lại trang phục trước khi vào yết kiến nhà vua. Nay dùng để lưu giữ cổ vật của nhà Mạc, cũng là nơi để du khách nghỉ ngơi, sắp lễ trước khi vào chính điện. Trong cùng là tòa nhà chính điện thờ các vua nhà Mạc, mái được lợp ngói mũi hài và ngói chiếu hoa văn hình chữ thọ, bờ nóc chảy đều đắp lưỡng long trầu nguyệt và con kìm, con sô, hoa lá theo chuẩn mực thời Lê Mạc. Nhà kiến trúc theo kiểu chữ công, được nâng đỡ bởi 100 cây cột lim. Chúng ta đang đứng trong tòa chính điện. Đây là tòa nhà gồm 4 mái, 7 gian, 2 trái và 6 hàng chân cột. Nhà chính điện được xây dựng theo bố cục hình chữ công với 3 phần: tiền đường, ống muống và hậu cung. Tiền đường chính là nơi thờ ngai vị của các vị vương, những người đã tiếp nối sự nghiệp của nhà Mạc sau biến cố năm 1592. Qua gian tiền đường là gian ống muống với diện tích hơn 40 mét vuông, là nơi thờ ngai vị của vị vua thứ 6 nhà Mạc, Vũ An Hoàng đế Mạc Toàn. Và trong cùng là hậu cung. Chúng ta đang đứng trong hậu cung, nơi đây thờ tượng của 5 vị tiên đế triều Mạc. Và trước mặt chúng ta đây là tượng thờ Thái Tổ Mạc Đăng Dung, người sáng lập ra triều Mạc. Bước chân vào nơi này, không gian như lắng sâu thêm bởi thần tính của 5 pho tượng cao lớn bằng gỗ thiếc vàng. Là hình ảnh của 5 vị tiên đế triều Mạc định đô tại Thăng Long từ năm 1527 đến năm 1592. Ngự tại chính giữa hậu cung là Đức Thái Tổ Nhân Minh Cao Hoàng đế Mạc Đăng Dung, người sáng lập ra Vương Triều Mạc vào năm 1527. Tuy thời gian trị vì mới 2 năm, nhưng người đã có nhiều cống hiến cho triều đại và cho đất nước. Ngự bên phải Đức Mạc Thái Tổ là tượng Đức Thái Tông Khâm Chiết Văn Hoàng đế Mạc Đăng Doanh, người đã được vua cha nhường ngôi. Đây là vị vua thứ 2 của nhà Mạc, ở ngôi từ năm 1530 đến năm 1540. Trong 15 trị vì, Thái Tông chú trọng việc khoa cử, 3 năm một lần thi tuyển và chọn được nhiều nhân tài, điển hình như Nguyễn Bình Khiêm, Giáp Hải. Liền kề bên trái Đức Mạc Thái Tổ là Hiến Tông Hiển Hoàng đế Mạc Phúc Hải, vị vua thứ 3 của nhà Mạc, người lên ngôi năm 1541, trị vì được 6 năm thì mất, mất năm 1546. Tiếp theo bên phải là tượng Đức Tuyên Tông Anh Nghị Hoàng đế Mạc Phúc Nguyên, là vị vua thứ 4 nhà Mạc,
Trị vì đất nước được 15 năm, từ năm 1546 đến năm 1561. Vị vua thứ 5 của triều Mạc là Tượng Đức Mục Tông Hồng Ninh Hoàng đế Mạc Mậu Hợp. Có thể nói, trong 65 năm tồn tại và phát triển, nhà Mạc đã có rất nhiều cống hiến cho sự phát triển của Đại Việt ở thế kỷ 16. Phía trước gian chính điện là bộ văn phòng tứ bảo bằng đá xanh được đặt trước lư hương trung thiên của khu tưởng niệm Vương Triều Mạc. Đây là văn phòng tứ bảo, gồm bút, nghiên, giấy, mực là bốn vật quý, quan trọng của chốn văn chương. Từ xưa, vua chúa quan lại, văn nhân, nhà giáo, thầy thuốc đều sử dụng và đặc biệt gắn bó mật thiết với các sĩ tử, các nhà thư họa. Trong bốn vật quý ấy, bút đóng vai trò quan trọng nhất của thư pháp. Giấy xuất hiện muộn hơn so với bút và mực. Trước đó, người ta có thể viết chữ trên đất, đá, cát, sau đó là trên cây, mai rùa hoặc chạm khắc trên thanh tre, ván gỗ, đổ gốm, đổ đá, đổ đồng. Tùy theo nền văn minh từng thời kỳ, rồi sau đó mới đến giấy. Mực là sản phẩm tốn nhiều công lao và thời gian nhất. Trong thư pháp, mài một nghiên mực là lúc người nghệ sĩ đặt hết tâm hồn tĩnh lặng vào công việc. Còn nghiên xuất hiện cùng thời với mực. Nghiên có dạng một miếng ngói đặt úp, có một chỗ trũng, chẹt để mài mực và chứa mực dùng vào việc viết chữ. Hiện nay, Bộ Văn phòng Tứ Bảo đặt tại khu tưởng niệm Vương Triều Mạc được công nhận là bộ văn phòng tứ bảo bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng công nhận kỷ lục Guinness vào đúng ngày lễ khai bút năm 2014. Cạnh của tòa nhà giải vũ là Thạch Thư Viên, vườn thư pháp đá. Chúng ta đang đứng đây là vườn thư pháp đá, nơi lưu giữ tinh hoa ngôn ngữ nhân loại trên đá. Mỗi bức thư pháp trên đá đều là một tác phẩm điêu khắc đặc biệt, độc đáo, với vô vàn viên đá muôn màu muôn vẻ, về màu sắc, kích cỡ. Xưa nay, khách du lịch khám phá mọi vùng miền chỉ mong được thưởng ngoạn phong cảnh đẹp, thưởng thức của ngon vật lạ. Nhưng chỉ đến với Thạch Thư Viên này, quý khách mới được nâng cao tầm trí tuệ, khối óc, kiến thức, tầm hiểu biết. Chúng ta vừa tìm hiểu kiến trúc khu tưởng niệm Vương Triều Mạc. Quý vị và các em sẽ cùng kiểm tra kiến thức của mình qua một số bài tập sau. Bài 1. Quần thể kiến trúc khu tưởng niệm Vương Triều Mạc hiện tại đã được xây dựng xong gồm các hạng mục nào? A. Nghi môn ngoại, cầu đá, nghi môn nội, hai nhà giải vũ và chính điện. B. Nghi môn ngoại, cầu đá, nghi môn nội, hai nhà văn bia và chính điện. C. Nghi môn ngoại, hai nhà văn bia, hai nhà giải vũ và chính điện. D. Nghi môn ngoại, cầu đá, nghi môn nội, hai nhà văn bia, hai nhà giải vũ và chính điện. Xin chúc mừng bạn đã có câu trả lời đúng. Bài 2.